biểu hiện đặc trưng của người nhiễm Omicron. Các triệu chứng thường gặp khi nhiễm Omicron là chảy nước mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng, giống cảm lạnh thông thường. Kể từ khi Omicron xuất hiện tại Nam Phi, các nhà khoa học đã ghi nhận rất nhiều triệu chứng đa dạng, từ mất vị giác, khấu giác đến phát ban ngoài da. Nhiều người báo cáo triệu chứng giống với cảm lạnh thông thường, một số khác gặp tình trạng như đau lưng dưới. Biểu hiện phổ biến nhất của Omicron là gì? Thực tế cho thấy không phải bệnh nhân nào nhiễm Omicron cũng có biểu hiện ho và sốt như F0 trong giai đoạn đầu của đại dịch. Các báo cáo về biểu hiện của Omicron khác nhau. Nhưng nhìn chung, biến chủng hoạt động giống như các chủng virus corona khác, chẳng hạn loại gây cảm lạnh. Theo Tim Specter, nhà dịch tễ học di truyền Anh cho biết, năm dấu hiệu phổ biến nhất của người nhiễm Omicron là một, Chảy nước mũi, 2. Nhức đầu 3. Mệt mỏi 4. Hát hơi 5. Đau họng Các triệu chứng cũ như sốt, ho, mất khứu giác dần ít hơn khi virus phát triển từ alpha đến delta. Biểu hiện giống cảm lạnh trở nên phổ biến. Omicron cũng phát triển theo xu hướng này, Spector nói. Một số nghiên cứu từ Nam Phi cho biết ngạt mũi, đau rát hoặc ngứa họng, ho khan. Đau lưng dưới là các biểu hiện của Omicron. Nghiên cứu nhỏ từ Na Uy phát hiện ho là dấu hiệu phổ biến nhất sau nhiễm biến chủng, tiếp đến là chảy nước mũi và mệt mỏi. Các nhà khoa học Na Uy cũng nhận định số người bị mất khứu giác, vị giác giảm đáng kể. Dấu hiệu của mỗi F không khác nhau tùy thuộc vào thể trạng. Một số người vẫn gặp các vấn đề điển hình như sốt và ho. Tiến sĩ Sterling nói, nếu bạn sống ở khu vực Omicron đang phát tán phổ biến và lần thứ hai mắc một bệnh đường hô hấp, có thể bạn đã nhiễm Omicron. Trên thực tế, có nhiều trường hợp tái nhiễm nCoV trong thời gian ngắn 1 đến 3 tháng tại nơi biến chủng này bùng phát. Người nhiễm Omicron có triệu chứng nhẹ hơn. Dữ liệu từ các điểm nóng như Nam Phi, Anh và New York, Mỹ cho thấy biến chủng gây biểu hiện nhẹ hơn so với các phiên bản virus trước đây. Báo cáo của anh từ cuối tháng 12 năm 2021 cho thấy người nhiễm Omicron có tỷ lệ vào phòng cấp cứu hoặc nhập viện thấp bằng một nửa so với biến chủng Delta. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC, cho thấy nguy cơ chuyển nặng hoặc tử vong sau nhiễm Omicron thấp hơn Delta 75%. Tuy nhiên, các triệu chứng nhẹ vẫn có thể gây ra cảm giác khó chịu với các F0, để lại di chứng COVID-19 kéo dài các nhà khoa học cũng chưa hoàn toàn rõ bản thân Omicron độc lực kém hơn các biến chủng cũ hay khả năng miễn dịch tự nhiên và do vaccine của người dân khiến tỷ lệ chuyển nặng thấp hơn. Theo tiến sĩ Sterling, người dân vẫn nên tuân thủ các phương pháp phòng dịch, đặc biệt với những người chưa tiêm chủng hoặc có bệnh nền. Dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron chủ yếu tích tụ ở đường hô hấp trên, khác với cơ chế xâm nhập vào phổi điều này lý giải vì sao số ca tử vong sau nhiễm biến chủng giảm và nhiều người có biểu hiện ở đường hô hấp trên như ngạt mũi đau họng thông qua các xét nghiệm pcr hoặc test xanh nhanh người dân chỉ biết kết quả âm tính hoặc dương tính không biết được mình nhiễm biến chủng nào các triệu chứng cung cấp dấu hiệu để đoán định biến chủng song hai người tiếp xúc cùng loại virus ở một thời điểm vẫn có cảm giác khác nhau có dễ tái nhiễm omicron không cơ quan an toàn sức khỏe của anh UKHSA sử dụng định nghĩa về tái nhiễm là trường hợp nhiễm COVID-19 sau ít nhất 90 ngày kể từ lần xác định nhiễm COVID-19 đầu tiên. Định nghĩa này sẽ loại bỏ được các trường hợp có tốc độ loại bỏ virus của cơ thể lâu hơn so với bình thường. Theo các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, sau khi đã tính đến hàng loạt các yếu tố liên quan đến biến thể Omicron thì biến thể này sẽ làm tăng nguy cơ tái nhiễm từ 4,38 cho đến 6,63 lần so với biến thể Delta. Các nhà khoa học cũng nhận định rằng khả năng bảo vệ tăng lên sau khi nhiễm COVID-19 lần một trong vòng 6 tháng cũng đã giảm đi, từ khoảng 85% trước khi có biến thể Omicron giảm xuống chỉ còn từ 0 đến 27%. Đây là điều không hề ngạc nhiên vì biến thể Omicron được biết đến là có khả năng né tránh miễn dịch ở một mức độ nhất định. Có những báo cáo về các trường hợp tái nhiễm COVID-19 từ 3 đến 4 lần chỉ trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, UKHSA không tính tái nhiễm COVID-19 thành từng đợt, mặc dù cơ quan này có đưa ra định nghĩa về đợt tái nhiễm thứ ba. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, một khi đại dịch còn diễn biến kéo dài, nguy cơ tái nhiễm sẽ càng tăng cao. Đến nay, vaccine vẫn là biện pháp y tế công cộng hiệu quả nhất bảo vệ người dân khỏi COVID-19, giảm khả năng xuất hiện triệu chứng hoặc chuyển nặng khi nhiễm biến chủng mới. Shivake chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh jivake để cập nhật những thông tin mới nhất về sức khỏe, dinh dưỡng và làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.